cầu vàng. Cây cầu vàng. Đó là một công trình hay đẹp, cũng có thể được sự quan tâm. Và đối với báo chí thì người ta đưa những gì gắn với con người, gắn thì là cái sự thích thú, sự quan tâm. Người đứng bên cạnh là chỉ anh ơi cầu bóng cầu lên, vì lúc đó là chứng thương đang ở trên thế kia, có ánh sáng rất là đặc biệt, nên là mưa mà lại còn nặng, nó khác ở dưới mưa, ở dưới là mây, thì rất hiếm khi mà có cầu bóng. Nhưng ở trên này dễ có cầu bồng bởi vì là mưa nhưng mà nó trên mây nên là ánh sáng mặt trời nó không còn thì nó tạo ra cái cầu bồng ở trên, vì thay thế thì làm chủ cho thành ra ngoài.